nó sẽ chia số tiền đấy được cộng. Một tầng, hai tầng, ba tầng, chín tầng. Ấy cho các bố lại đứng đây, đếm tầng ở nhà của tôi. Phạt tiền. À, tôi đếm được 10 tầng rồi. Thì phải lỗ 3 tỷ. Một tầng 10k, 10 tầng 100k, đưa tiền đây. Đây. Không được đếm tầng nữa đâu ấy. Đợi chút. Bố xem, con đếm tầng tòa nhà của bố. Con nộp tiền cho bố rồi đấy. Bây giờ, đến lượt bố nộp tiền cho con rồi nhỉ. Gì? Con làm gì mà phải nộp? Không khí mà bố hít thở đang là của con đấy. Ai ốt thì mà nộp tiền đi. Một lý hít là 10k. Thế bố tính đi. Xong tôi hết bao nhiêu tiền? Để tính bố có chút đẹp trai nên con không cần tính toán nhiều. Con chỉ lấy bố 200k thôi. Đợi chút đã. Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Nhà của cậu ta, anh đếm cũng đếm rồi. Không khí của anh, người khác cũng hít phải. Với lại không khí là do lá cây sinh ra. Ai ốt thì mà. Ờ, đúng rồi. Các bố, đi bị tôi à? Cậu. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.